từ một vài hành vi, thói quen nhỏ, bạn có thể nhìn ra đẳng cấp và bạn dạng lĩnh của một con người. Giờ Facebook là một thứ cực kỳ phổ biến, thông qua những gì người ta đăng lên đó, bạn sẽ phán đoán được đây là một người như thế nào. Thông thường, tường Facebook của những người tài giỏi thì sẽ thế này. 1. Thích lan truyền năng lượng tích cực, không than vãn vô nghĩa. Khi bắt gặp vấn đề gì, cứ tích cực đối mặt là được, kêu ca than vãn chỉ khiến tình trạng bạn dạng thân ngày một xấu đi. Những người thường xuyên lên mạng xóm hội oán gán tháng này nọ, đa phần là do quá yếu hèn đuối, trình độ xử lý và ứng phó vấn đề đều rất kém. Còn người thực sự tài giỏi khi thuận tiện không kiêu ngạo, khi gian truân cũng không nản chí. Họ lúc nào cũng kiên cường tiến về phía trước, tích cực đối mặt với mọi chuyện. Trên trang mạng xóm hội của mình, họ cũng chỉ thích truyền đưa năng lượng tích cực, khiến người ta khâm phục. 2. Không đăng linh tinh nhiều. Facebook chỉ là một nơi hư ảo và việc cứ liên tiếp biểu thị mình trên đó thực sự không cần thiết. Đăng bài liên thiên liên tiếp sẽ khiến người khác phản cảm, cũng sẽ khiến mọi người cho rằng bạn chẳng có việc gì nghiêm chỉnh để làm nên mới chìm đắm vào mạng xóm hội như thế. Còn người có bạn dạng lĩnh người ta có việc để làm, lúc nào cũng bận rộn, thực sự không thảnh thơi mà cũng chẳng có tâm trạng đâu để đăng bài cả ngày lôi cuốn sự xem xét. Hơn nữa người ta cũng không cần được xem xét. Cho dù những người khác có nghĩ sao, họ cũng vẫn kiên cường làm việc của mình. 3. Tương đối khiêm tốn. Ở đời, người ta càng thiếu cái gì càng khoa cái đó. Chính vì muốn mà không có được, cho nên họ mới cần sự xem xét và thừa nhận từ bên ngoài để thỏa mãn ham muốn hư vinh. Nếu trong lòng tự thấy toàn vẹn vừa ý, thì cho dù bạn dạng thân mình có thế nào, họ cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận, kiên cường sống thật với chính mình, không cố tình xây dựng hình tượng ảo làm gì. Vì vậy, trang mạng xóm hội của người tài giỏi lúc nào cũng khiêm tốn không màu mè. Họ luôn yên ổn làm việc mình cần làm, không xong nỗ lực, thành thật đi con đường của mình, không có hứng thú lên Facebook chém gió này nọ. Sở dĩ ai đó tài giỏi là vì họ tự tin vào bạn dạng thân, đồng thời thân mật yêu thương cuộc sống. Cho dù bộ mặt thật của nhân loại này có thế nào, họ cũng không bao giờ tấn công mất sự tự tin và nhiệt thành. Họ thích nhìn vào mặt tốt đẹp của cuộc sống, nhiều khi chia sẻ một vài chuyện may mắn, vui vẻ, vài tấm hình kỷ niệm lên Facebook, truyền đi hạnh phúc và niềm vui. Vậy còn bạn thì sao, tường Facebook của bạn có gì thế?